Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại chúng ta đang đứng ở khu Gara Quyền nha mọi người. Tôi nghĩ rằng nếu mà tôi không giới thiệu thì khi mà mọi người nhìn lên cái khung hình này thì mọi người nghĩ rằng chúng ta đang ở một nơi rất là xa thành phố của mọi người. Đấy, vẫn còn núi xanh. Đấy, vẫn còn hoa cỏ lâu. Thế nhưng mà đây là một trong những cái vị trí mà phải nói là hiếm hoi còn lại về đất nền trong thành phố Quy Nhơn, mà là cực kỳ gần biển, gần các trung tâm thương mại, gần trục đường chính, nên mức giá hiện tại ở khu vực này cũng đáng để mọi người tham khảo. Thì thực tế là năm 2020 thì giá khu vực này khá là cao, nhưng mà hiện tại thì lô 80m2 theo giá sang phiếu thì các đơn vị để lại với giá tầm khoảng 2,4 tỷ. Thì nếu mà chúng ta hoàn thành các thủ tục xong thì tầm khoảng 2,5 tỷ mọi người, 80m2 nha. Và nó nằm ở trong đường Trạng Quỳnh bên trong. Giới thiệu đến mọi người, nếu mà mọi người ở khu vực này thì chúng ta sẽ rất là tiện lợi và so ra với cái mức giá ở khu vực này với các cái khu vực hẻm ở khu vực phường Lê Hồng Phong, Lê Lợi thì nó cảm giác nó còn rẻ hơn. Thực tế nó là rẻ hơn rồi, nhưng mà vấn đề là diện tích nó hơi lớn một tí, nên là chúng ta cần bỏ ra cái lượng tiền nó nhiều hơn thôi. Mà về tương lai thì khu vực này sẽ tốt hơn, tại vì tôi đang so giá một số căn nhà hẻm bên dưới thì hẻm rất là nhỏ, 2 xe máy thôi, còn khu vực này thì mọi người thấy đó, đường rất là lớn, to rồi. Đồng thời thì là khu vực mới nên là nhà cửa hay là các cái quy hoạch về thoát nước và điện lưới nó sẽ chỉnh chu hơn rất là nhiều so với lại các khu vực dân cư trong hẻm nha. Đấy. Còn thực tế nếu mà giá ở bên ngoài mặt đường thì các khu vực trung tâm nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Từ vị trí lúc nãy mà mọi người thì đứng đó, đầu bên kia này mọi người. Đấy, đây là trục đường số 1, trục đường chính nha. Giá trục đường này sẽ là cao nhất, và các cái trục đường khác thì nó sẽ cao thôi. Bên này thì là đấu giá trước cái này còn 2 năm, và bây giờ xây dựng nó cứng hơn nhiều hơn. Còn khu vực bên này là mới đấu giá xong nên là chỉ còn một vài cái nhà được mọc lên thôi. Và hướng này tại cái vị trí lúc nãy thì đứng ở phía sau lưng thì là cái khu vực trường lái, thì khi trước là họ sẽ đào tạo về lái xe. Tuy nhiên thì hiện tại đã có quy hoạch và chuyển đổi thành khu dân cư rồi, thì có thể nó sẽ mọc một tòa nhà và đi kèm với đó là đất nền. Vậy thì nguyên cái khu này nó sẽ liên kết lại và nó thành một cái khu mới hoàn toàn dọc cái núi này. Đó, và giao thông thuận tiện thì sau này giống như dọc cái quốc lộ 1D đường Tây Sơn, khi mà đi qua thành phố Quy Nhơn tên gọi là đường Tây Sơn á, và thì nó sẽ tạo thành một cái khu riêng biệt ở mặt bên này. Đấy, kéo dài từ ở khu vực Lamer. Ok, và chúng ta sẽ tạm thời là dừng cái video về cái khu vực này ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chạy lên khu vực trường lái để xem thử là họ đã quy hoạch như thế nào, và cũng cập nhật luôn tiến độ của Lamer như thế nào nha mọi người. Vâng, xin chào mọi người nha. Chúng ta đang đứng trước khu vực Lamer 2 này. Tòa này mọc lên khá là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào mát mát để có thể là đứng lâu lâu cập nhật tiến độ. đây nha mọi người, phía trước mọi người là khu vực Trường Lái đây. Cái vị trí mà lúc nãy thì có chia sẻ thì họ đã bắt đầu gỡ bỏ các cái công trình kiên cố rồi và sẽ bán nhiều mặt bằng thôi. Chuyển đến vị trí mới để ra khu vực Nhân Hội á, thì từ đây vào khu vực Gara Quyền sẽ được chuyển đổi thành khu dân cư nha mọi người. Chúng ta lại tiếp tục đắp gần trung tâm để thực hiện đấu giá để ngôi sở hữu rồi mọi người ơi. Và hiện tại cái camera của chúng ta thì đang hướng về khu vực Lamer 2 nha, lốc D, bên đây lốc C2, còn lốc C1 chưa xây. Hiện tại là D đã cắt nóc. Phần trước thì có giới thiệu này nhà bán căn hộ bên này, tuy nhiên thì hiện tại thì căn hộ này nó đã full rồi, và mọi người nếu mua thì có thể ghé vào bên văn phòng của chủ đầu tư để tìm hiểu là nó ok nhất. Tại vì sale bên ngoài thì không có được bán, mà bán thì cũng không có được hoa hồng, là nhiều khi là nó sẽ không có động lực nhiều. Nhưng mà để mà bán trên lên thì nó lại quá là kỳ cục. Nên là Thi sẽ giới thiệu mọi người, nếu mọi người xem video này thì muốn tìm hiểu thì cứ vào văn phòng chủ đầu tư. Còn nếu mà xem thử có căn nào mà mọi người thích thì chúng ta lại đặt hàng và tìm kiếm, thì tất nhiên là mức giá nó sẽ bị trên nha mọi người. Đó, nên là chúng ta phải chấp nhận thực tế là ai căn đẹp thì ai cũng dành thì nó sẽ đắt hơn. Chúng ta sẽ đi dọc cái dự án này một tí thôi để xem thêm cái khuôn viên đang hoàn thiện dần. Thì cái bố trí của những cái tòa nhà trong Lamer này nó sẽ hơi khác so với các cái tòa nhà khác, thường là hình trụ đứng hoặc là hình chữ U. Nhưng mà mọi người thấy các cái tòa nhà của cái chung cư này nó bố trí nó sẽ khác đấy. Đó là khi mà nó hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn thể các cái tòa nhà và thấy sự khác biệt này. Ở đây là đường vào cái Lamer 1 nha mọi người. Cái khuôn viên Lamer 1 rất là đẹp luôn. Hiện tại những căn hộ bên trong Lamer 1 lại đang chuyển nhượng với giá tốt nữa chứ. Đó là mình mua ở luôn mà giá là rất là tốt. Đấy, khuôn viên như thế này đây. Nhưng mà giá cho thuê ở đây thì nếu mà mua ở thì ok, cho thuê thì cũng tầm 4 triệu mọi người. Khoảng 2 cho thuê cũng được. Nhưng mà cũng hơi kỳ là tại vì nhà ở xã hội thì dành cho người có nhu cầu ở, nhưng mà người ta thường thì thấy là người ta vận hành cho thuê nhiều. Thì thật ra những người cho thuê thì đâu có nhu cầu ở đâu. Cũng hay. Hay, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Đây chỉ là video đi thực tế và trò chuyện để cho nó bớt nhàm chán hơn nha mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thông tin chính xác về bất động sản hoặc là chi tiết hơn thì chúng ta sẽ liên hệ với số điện thoại 0902 088 277 để trò chuyện nhiều hơn, nắm thông tin tốt hơn và tìm ra sản phẩm tuyệt vời hơn nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.